Đây, hôm nay mình sẽ làm cho các bạn xem một cái video, đó là thử thách bắt 100 con ốc móng tay. Đây thì mình có bắt được một lượng ốc móng tay trước rồi, tại vì là mình không nghĩ hôm nay ốc móng tay lên nhiều vậy. Thì đồ nghề mình mang theo đó là một cái thìa, nhưng mà hôm nay mình mang cái môi cho nó to, với lại một cái hũ muối này thôi, với lại một cái thùng đựng. Thế này là được rồi. Cái này là chai nước rửa tay khi mà thiết bị nó bị bắn nước ướt. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi bắt nha. Ở đây thì mình sẽ bắt ở chỗ này là gần một cái đăng này các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ đi tìm những cái hàng ngắn ốc móng tay ở xung quanh đây. Như đây là một hang này các bạn. Mình sẽ xem coi nó to không nhá. À, đây không phải ốc móng tay mà nó là một cái con nghêu, con sò gì đó. Đây, ở đây thanh niên này bắt được rất nhiều. Đâu, cho anh xem cái thùng của chú này. Bắt lâu chưa? Đây, từ 10 giờ đến giờ mà một thùng ốc móng tay này chừng này cũng phải tầm 30-40 con đấy nhở. Có khi hơn. Đây, một cái túi này nữa này. Đây, hiện tại là nước nó sắp lên, còn khoảng tầm nửa tiếng nữa là nước lên. Thì cái giai đoạn này là cái giai đoạn bắt được nhiều ốc móng tay nhất. Thường thì khi mà nước nó mới rút xuống á, thì rất khó bắt. Khi nào mà nó khô cát thì lúc đó nó mới lộ hang ra. Nào, anh đang làm cái thử thách bắt 100 con ốc móng tay, mày sang đây cho anh vài chục con cho nó đủ 100 con xem nào. Đây thì mình đã phát hiện thêm một con nữa. Đây, các bạn nhìn thấy mình xịt muối vào như vậy, sau đó là chờ nó trồi lên thôi. Đây là muối xịt hơi nhiều nha. Chừng này muối là có thể nấu được cả một nồi canh đấy, nên là hôm sau xịt ít ít thôi. Mà nếu mà trường hợp nó không lên thì các bạn cứ khơi nó ra như thế này cho đến khi mà mình nhìn thấy cái con nghêu. Con nghêu hay con sò gì đó. Đây, lần này chắc chắn là thật này. Từ đây các bạn thấy mình rút kinh nghiệm là mình bỏ ít muối hơn. Chỉ cần bỏ một lần muối thôi nhá, không cần phải bỏ nhiều lần đâu, là tự nó sẽ trồi lên thôi. Đây, các bạn thấy nếu đúng ốc móng tay nó sẽ phun nước lên như thế này. Mà sao cái con này mình thấy nó phun nước theo cái kiểu khả nghi chứ các bạn. Mà mình thấy nó nhân nhớt này. Con gì vậy ta? Hình như không phải rồi. Đúng rồi, nó có lẽ là một cái con trùn gì đó. Ui, đây này, có một cái con trùn này các bạn. Trời ơi, sao nó to thế này. Ui, trời ơi, kinh khủng. Đây, mình đào lên cho các bạn xem. Con này câu cá rất lợi hại nha. Mua nó hơi bị đắt đấy. Rồi, cong môi luôn rồi các bạn. Môi này mình cũng lượm ở ngoài biển thôi. Đây, mình đào banh cái chỗ này ra mà không thấy nó luôn các bạn. Nó đi rất là nhanh nha. Chỗ này có anh này đang câu cá này các bạn. Đây. Đây, mình thấy hình như câu bằng mồi tôm tích này. À, con này là thật này các bạn. Các bạn thấy nó phun nước lên không? Đây, các bạn sẽ thấy nó trồi lên ngay lập tức. Chà, màu đen như thế này là khai thác được rồi. Cũng tương đối, cỡ bằng ngón tay, dài hơn một xíu. Hấp xả. Đây, cho các bạn xem một vòng xung quanh. Xung quanh đây có rất là nhiều người đi bắt hải sản luôn. Đây, mình sẽ cho các bạn xem bác này. Bác này chắc cũng đang đi bắt ốc móng tay hoặc là bắt sò đây. Rồi, tiếp theo xem bên này. Chị này thì đi bắt cua, mình mới hỏi này. Đây, bắt được khá khá cua. Anh này thì đi câu cá này. Đây là một cái đăng nó bị hỏng. Chỗ này mình phát hiện ra một con sò lông. Đây, con sò nó có rất là nhiều lông. Đây, mình đi quay mấy chị đây bắt hải sản nhưng mà sợ bị chửi nên là phải hỏi trước. Quay đi, quay nhiệt hình ra. Dạ. Đây, các chị ấy bắt mà nó nhỏ thế này các chị cũng bắt. Như con này về làm gì? Này về nuôi. Về nuôi á? Bây giờ không bắt thì người ta cũng bắt thôi. Đây, còn một cái túi này nữa này các bạn. Đây, cái thùng này rất là nhiều luôn này các bạn. Đây, bên này là cái bãi nuôi nghêu này. Mấy chị bảo là nếu mà có đi là phải tránh xa bên đó ra. Dạ.
Đây mình thấy có một con khá là to này. Đây các bạn xem. Wow, rất thích phải không nào? Ok, phải tranh thủ đi bắt thì chúng ta mới có thể đạt chỉ tiêu. Đây cũng là một hang ốc móng tay. Đây cho các bạn xem siêu cận cảnh để các bạn dễ hình dung. Đây các bạn nhìn thấy, thậm chí thấy cái vòi thở của nó luôn đấy. Rồi bây giờ chúng ta chỉ cần xịt muối vào nha. Một lượng muối nhỏ thôi, mà tốt nhất là nên xịt mạnh một tí. Lại bị lừa rồi các bạn. Nó y như ốc móng tay luôn. Một con này, hai con này, ba con, đây bắt nhá. Một con này, hai con đủ xuống nước này. Con này có biết phải không? Đây nó trồi lên này. Như thế này là ốc móng tay này khai thác được nhỉ? Rất to luôn đấy. Đấy, hai con, cá mè một lứa, khá là to. Đây sang đây sẽ cho các bạn xem thêm một hang nữa. Đây, không biết phải không nhỉ? Ốc móng tay này thì chúng ta có thể hấp xả. Hấp xả là cái món mình thích ăn nhất. Mình thấy đợt này ốc móng tay lên rất là nhiều. Có những bạn ra đồ nhái á, các bạn không tìm thấy ốc móng tay thì các bạn thông cảm nhé. Có lúc thì nó lên rất nhiều, có lúc thì đi tìm mãi không thấy một con đâu. Chỗ này chắc là bị cái con sò vọc, con rục rục nó chôn rồi. Chỗ này đúng nó phun nước lên mà. Đây này, đúng rồi, bị con sò rục nó chôn rồi các bạn. Đợt này nó nhiều cái con này ghê luôn. Mà nó trổ lên y như là cái hang của con ốc móng tay vậy. Rất là dễ bị lừa nhá. Đây, đây là con ốc mượn hồn. Các bạn nhìn thấy con này ăn được đấy nhá. Con này con lớn là ăn được đấy. Con nhỏ quá. Quá tay rồi. Không thấy động tĩnh gì thì khả năng là cái con rụp rụp rồi không? Đây này, bên này nó lại còn cái lưới nữa chứ. Nó đào xuyên qua cái lưới này. Con này còn nhỏ nhá. Chúng ta không lấy những cái con nhỏ nhỏ này trả lại. Sau nó sẽ lớn rất là nhanh. Hoặc là bỏ nó vào vũng nước. Tự nó sẽ đào một cái hang mới, nó đào nhanh lắm. Ui, con này phun nước lên dữ dội luôn. Giật cả mình các bạn. Xem nào. Wow, con này to này. Ui, nó níu rất là chặt luôn nhá. Đây, chúng ta cần phải kéo lên từ từ thôi. Kéo nhanh quá nó đứt luôn ấy. Đây, hoặc là thả nó xuống một tí này. Xong nó kéo lên, thả xuống, kéo lên. Thả xuống, kéo lên. Đó, cho nó co cái này lại này. Co nhỏ cái này lại, chúng ta kéo nó dễ hơn. Sò lông thì rất là to luôn các bạn. Đợt này hải sản rất là nhiều luôn. Ui, to. Chứ không nó chui xuống thì chúng ta bồi muối. Hoặc là chờ một lúc để cho nó chui lên lại. Bí quá thì chúng ta sẽ sử dụng tay chúng ta đào nó lên. Đó là hạ sách. Đây đây, to này các bạn. Ui, to thế nhỉ. Đợt này ông muốn tay chất lượng thế. Các bạn thấy không? To hơn cả người luôn đấy. Thôi bây giờ trời rất là nắng rồi các bạn. Các bạn nhìn thấy giờ trời nắng là đen hết cả da. Nên là hôm nay mình quyết định về thôi. Mặc dù là mình bắt chưa đủ 100 con ốc móng tay, nhưng mà mình nghĩ là chừng này cũng đủ ăn rồi. Bây giờ mình về nhà chú Cừ, mình xem có chế biến được cái món gì mình chế biến ăn cho các bạn xem nhá. Nước lên rồi. Các bạn lưu ý nhá, có đi ra ngoài xa thì khi mà nước chuẩn bị lên là phải đi vô ngay, không được nán ở ngoài đấy nhá. Mùa này nước biển nó rất là động, sóng nó đánh là nó cuốn mình đi luôn. Đây các bạn thấy rằng là khi mà nước lên thì các cô chú cá ốc ruốc cũng mang ốc ruốc vào bờ này. Các bạn thấy rất là nhiều, những cái bao này chính là bao ốc ruốc đây. Đây mỗi bao như thế này là có giá tầm 100.000 đấy các bạn. Mỗi người một ngày ráng cài khoảng tầm 10 bao là cũng được 1 triệu rồi. Đây cho các bạn xem. Đã rửa sạch hết ứng dụng. Bây giờ chúng ta di chuyển lên nào. Nó cắn nhỉ.
Đây mình đang nhờ chú Cừ nấu cho mình cái món này. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục hấp xả thôi. Hấp xả nó đơn giản, nó dễ ăn. Nó còn sống không chú? Chết rồi. Chết rồi. Trong bãi nếu đầy con nhìn. Dạ đúng rồi. Lâu lắm rồi mới được ăn lại ốc môn tay đây. Phải hơn 2 tháng rồi chú nhỉ? Ừ. Trong nhà cô chú Cừ là có cái chỗ để chúng ta rửa mặt và tay chân này, rất là thoải mái. Vì xe thì 5.000 một chiếc. Đây có chỗ để nằm ngủ luôn. Rất là thơm chứ nhỉ. Bữa đi có bữa trở cho đông là có bữa mà tính hộp. Đây là cái nang của cái con mực nang này các bạn. Chú Cừ chú nhặt ngoài biển ấy, chú bảo là bán được 60.000 một ký. Đây các bạn thấy chú có một cái gia tài ở đây, ngay dưới cái bếp này. Cái sau này là cái vườn trồng rau của chú Cừ. Ở chỗ này thì nó rất là thoáng luôn này. Đây, cho các bạn xem những cái sản phẩm hôm nay chúng ta bắt được. Nhìn thấy mà rất là nhiều ốc móng tay này. Sau khi mà hấp xả các bạn thấy rằng là nó tách vỏ ra như thế này. Nhìn rất là ngon luôn. Đây, còn đây là cái con sò lông. Sò lông rất là to. Đây, con tôm tích này các bạn. Tôm tích cỡ này là khai thác được rồi nha, tôm tích vàng. Đây, chú Cừ thưởng thức xem nào. Đây, mình cũng sẽ thử một con móng tay nha. Lâu lắm rồi mới được ăn lại cái con này các bạn. Nhám nhám à? Cái đất còn dột rồi còn sò lông ra. Dạ đúng rồi. Ở trong con sò lông cho thấy có cát đấy nhỉ. Ừ. Đây mời tất cả các bạn. Bỏ sò lông với dột một viên. Chấm có gì ngon này. Nó chấm ngon chứ. Mèo. Đây chú Cừ sẽ bắt con tôm tích cho các bạn xem. Hôm nay mình không có dùng kéo, mình bóc bằng tay luôn. Tôm tích mới lột, không cứng, không mềm lắm. Vì có để mà ăn ngang, cắt ngang thì được. Nó mềm bóc không được đâu. Vỏ nó lắm canxi, ăn nó mau, cực cứng trường mà đi. Đấy các bạn thấy rằng là vẫn rất nhiều người tin là vỏ tôm có canxi. Có chứ sao? Nó có nhưng mà hàm lượng nó rất là nhỏ, chủ yếu là chitin chú ơi. À, như cái con tôm này nó khá là mềm này. Con này chắc cắn ngang được luôn chú ạ. Cắn ngang được luôn. Đó là con dù dít dít. Đây. Đấy thì nói chung là ẩm thực mình có quay cho các bạn xem nhiều rồi. Hôm nay mình quay sơ sơ như thế này thôi nhá, để cho nó có một chút cái phần ẩm thực. Đây, cảm ơn các bạn đã xem video. Chào tất cả các bạn. Và hẹn gặp lại. Chú ơi, khi này cháu bảo chào với tất cả các bạn là chú nhìn nhá. Rồi chú cứ bóc đi. Chào các bạn này. Đấy các bạn thấy rằng là lâu lắm rồi chúng ta mới ra biển đi bắt lại con ốc mông tay và con tôm tích. Rất cảm ơn các bạn đã xem video. Rồi, chào tất cả các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.